Xin chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã xem kênh Tì Sơi. Mời quý vị và các bạn cùng xem tân binh Honda HR-V khuynh đảo phân khúc LV cỡ nhỏ như thế nào khi mới ra mắt tại Việt Nam. Tuy mới chỉ được bán ra trong tháng 10 nhưng mẫu B-SUV của Honda đã vượt qua Ford Accord Sport và Hyundai Kona để dẫn đầu phân khúc. Honda HR-V là mẫu xe rất thành công của Honda trên toàn cầu khi luôn là mẫu xe bán chạy hàng đầu ở 100 quốc gia với doanh số tích lũy 1,8 triệu xe tính đến tháng 8 năm 2018. Chưa hết, tính đến thời điểm hiện tại, HR-V cùng Civic và CR-V nằm trong top 10 xe bán chạy nhất thế giới nửa đầu năm 2018. Hiện doanh số của HR-V đã vượt qua hai đối thủ rất mạnh trong phân khúc là Hyundai Kona và Ford Accord Sport. Honda HR-V 2018 có kích thước tổng thể dài nhân rộng nhân cao lần lượt là 4.334 x 1.772 x 1.605 mm, chiều cơ sở dài 2.610 mm và khoảng sáng gầm là 170 mm. Kích thước này nhỉnh hơn so với đối thủ Ford Accord Sport 4.241 x 1.765 x 1.658 mm, trục cơ sở dài 2.519 mm, và Hyundai Kona kích thước là 4.165 x 1.800 x 1.565 mm, trục cơ sở dài 2.600 mm. Honda HR-V được Honda nhắm đến đối tượng là khách hàng trẻ, hiện đại vừa lập gia đình và sống trong đô thị nên diện mạo của Honda HR-V 2018 khá năng động và thể thao. Phần đầu xe không thể lẫn vào đâu được với những thiết kế đặc trưng của Honda như logo cỡ lớn hình chữ H, thanh nẹp chrome to bản. Hốc đèn sương mù được thiết kế với viền nhựa đen. Phiên bản cao cấp nhất L được trang bị cụm đèn sương mù và cụm đèn phía trước sau full LED hiện đại, có duy nhất trong phân khúc B-SUV, góp phần mang lại cảm giác sắc sảo nhưng cũng không kém phần thanh lịch. Về thiết kế tổng thể ngoại thất bên ngoài, nhìn Honda HR-V mang phong cách của một chiếc coupe thể thao. Một điểm khá thú vị với chiếc HR-V là việc tay nắm cửa phía sau được các kỹ sư Honda đưa lên phía trên và được thiết kế liền với phần kính sau, rất độc đáo mang đến sự phá cách rất riêng biệt. Khoang nội thất trên HR-V vẫn rất Honda bởi cách thiết kế và bố trí các nút bấm chức năng. Nếu ai đó đã từng đi những chiếc xe gần đây của Honda như CR-V, City hay Civic sẽ thấy rất quen thuộc. Một điểm mới trong nội thất trên HR-V lần này là những thiết kế mới của Honda đã tối ưu hóa khoang nội thất trên HR-V, giúp chiếc xe có không gian rộng, hàng ghế thứ hai rất rộng rãi, cùng với đó là khả năng gập chỉnh hệ thống ghế Magic Seat này rất là đáng khen. Không gian nội thất có thể biến đổi linh hoạt chỉ trong một vài thao tác đơn giản, giúp tối ưu hóa không gian chứa đồ. HR-V được phân phối tại thị trường Việt Nam với hai phiên bản L và G, với mức giá lần lượt là 786 và 871 triệu đồng. Trên phiên bản cao cấp nhất L, HR-V được trang bị động cơ 1.8 SOHC kết hợp cùng hộp số tự động vô cấp CVT được tinh chỉnh của Honda, sẽ được trang bị hệ thống đèn full LED, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động. Phiên bản L có tới 6 túi khí, camera lùi, cảm biến gạt mưa tự động và cửa sổ trời toàn cảnh panorama duy nhất trong phân khúc. Về vận hành, Honda không quá mạnh mẽ về động cơ nhưng lại khá nổi tiếng về độ bền bỉ và độ ổn định vốn có của mình. Hộp số CVT được tinh chỉnh của Honda cho cảm giác rất mượt mà ở giải tốc độ cũng như vòng tua máy thấp. Tuy nhiên, hộp số này gặp đôi chút hạn chế khi vận hành ở chế độ thể thao cũng như khi ép vòng tua lên cao, đôi khi sẽ gặp tiếng ồn. Một điểm đáng chú ý trên HR-V là khả năng cách âm và chống ồn ở mức ấn tượng. Khi di chuyển qua nhiều địa hình khác nhau nhưng tiếng ồn vọng vào cabin được triệt tiêu rất đáng kể. Bên cạnh thiết kế ngoại thất bắt mắt, thời thượng và không gian rộng rãi, lợi thế lớn nhất của HR-V đối với hai đối thủ mạnh còn lại chính là việc mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc cùng với thương hiệu Honda. Tính đến thời điểm hiện tại, HR-V đang làm quá tốt so với kỳ vọng khoảng 300 xe một tháng mà Honda Việt Nam đặt ra, nhưng khả năng mẫu xe này sẽ tiếp tục làm khó các đối thủ trong thời gian tới. Quý vị hãy nhấn like video này để ủng hộ kênh, cũng như hãy nhấn đăng ký kênh Teaser để nhận tin mới mỗi ngày. Để không bỏ lỡ những tin xe hơi mới nhất, quý vị hãy nhấn vào biểu tượng chuông, cạnh phím đăng ký ở góc phải màn hình để nhận tin sơ mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video lần tới.